Ngân Nga tại gia chúng ta sẽ ghé thăm nhà của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Đồng hành cùng chương trình sẽ là ca sĩ khách mời Lý Kim Cương. Những bí mật mà khán giả quan tâm lần đầu sẽ được công bố. Những ca khúc nổi tiếng sẽ được phối mới, thể hiện một cách mộc mạc nhất. Quảng Bình vừa mới cho ra mắt với Liz. Thì đây là ca khúc mà do tập thể anh em công ty làm trong thời gian mà là mùa Covid đợt đầu á. Ngày em nói giờ chúng ta có khác quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Cần đứng mãi người bước bên anh không là em nữa. Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây niềm đau đã quá thừa. Và một chút thử thách cho các nghệ sĩ khách mời. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 2 chương trình Ngân Nga tại gia sẽ được phát sóng vào lúc 19:50 thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam.